Chào mừng tất cả những người anh em quay trở lại với channel Nách Baby đi nhá. Không, mình không còn nói lắp đặt bấm đâu. Thì ở trong cái video lần trước có bạn comment trên máy tính của mình là Midway không còn là bản sao hay là cái dấu chân gì đấy của Minecraft ấy. Thì mình có đọc comment đấy và mình vẫn khẳng định luôn với bạn rằng Midway vẫn chỉ là một cái bóng. Còn nếu bạn không tin mình, bây giờ chúng ta sẽ so sánh những thành tựu của hai game đã đạt được nhé. Minecraft phát triển vào năm 2009 và là đạt game xuất bản nổi tiếng nhất trên thế giới ở thời điểm đấy. MiniWorld ra 2015 thì mình cũng chả đọc gì, mình không có thích chơi MiniWorld lắm. Hai cái game này đều là sinh tồn chơi server với cái xây dựng. Minecraft thì có hơn 1.000 block, còn MiniWorld thì có những cái block gì mình cũng chả biết. Block tàu lượn siêu tốc, what the fuck? Tàu lượn siêu tốc là gì? Thì qua những cái đấy thì mình cũng có xem thử thì MiniWorld ra sau và đã bị Minecraft kiện ra tòa về cái chuyện copy vì đã có một cái lỗi ở trong game Minecraft mà MiniWorld đã sao chép giống hệt. Minecraft thì chơi trên máy tính, điện thoại đều được nhưng mà đều phải mất tiền, còn MiniWorld thì hoàn toàn miễn phí và có thể chơi trên những cái máy thời đời tống. Nhưng mà Minecraft lại có texture pack, cái thứ mà MiniWorld không có, và Mini vừa cho sẵn một cái gì sắt lúc mà bắt đầu game cái mà Minecraft cũng không có, thế nên hai cái đều không hơn nhau là mấy. Thế nên trong cái video ngắn ngắn này thì mình cũng kết luận thẳng luôn, Minecraft với MiniWorld hay như nhau. Vì sao á? Vì mình thích cả hai game, game nào liên quan đến Minecraft là mình thích. Ok.